Dạ, em xin chào tất cả anh em mình nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Sắt Đức Thắng anh em. Hôm nay em với mấy đứa cháu đang bày binh bố trận. Mày ôm ba lằng tà la hụt mé chứ. Tùm lum hết chứ. Trời ơi, nãy giờ bắt quên đó con ơi. Test cái máy này với máy này cho anh Ngoãn nữa. Có em có ông khách trong chốt lượt ba cái nghe nè. Nhưng người chịu chơi quá. Cái này, cái máy phát cỏ. Bốn cái chứ. Cái này với cái bộ nén rửa xe luôn nè, khách này khách dữ luôn, bốn món cùng lúc. Cái này chắc dân đại gia quá. Rồi con test thử mấy này giùm bác nha. Test thử anh nói là mình thử gửi qua gì chứ, anh nói gửi quen không mà được, im là Hàn Quốc à, thổi gần giá chơi bạo vậy luôn anh em. Nghe quá nhiều người sắp super whip gì đó. Rồi em lên tiếp tục cho anh em một cái con dân ma gió đạn. Cái này đạn gió này nở 35 không em? 80. Nở 80. Nở 80 g. Nở 80 g. Mấy này hôm qua Nhi làm. Nãy hôm qua nay không định đưa tới đâu à. Em tiếp tục chu chứ giữa không à. Hay giờ em nói chung là em nói anh em đừng có nói em nói xấu, như nói là em không có tin nó được. Rồi lắc cái máy này ra đi phụng. Anh em nhìn cái miệng con Nhi nói mà nó đảo rồi, anh em mắt nó nhìn liếc liếc rồi anh em biết rồi. Ai Nhi ơi, ngồi đừng có đội chìa khóa anh nha Nhi, có gì thì la anh góp ý anh nghe chứ đừng có đội chìa khóa anh nha. Quýnh hai đang gì anh chạy trước rồi để em quay chi tiết cho anh em mình coi ha. Cái này là dân ma nữa 80 CTG. Trời ơi của anh ta. Sao này tên tuổi dài quá vậy ta. Tình trạng máy này là nó nguyên si. Nè. Nè anh em nhìn nè, ốc nó bị lắp nè. Có nó hơi yếu điểm một cái là cái co mà co dầu bét của nó hơi xét mình nè. Co dầu bét hơi xét. Cái điểm đó thì anh em nào mà có chốt máy được cái máy này thì nhớ nhất em gửi tặng cho anh em mấy coi dầu bét nha, để về nhiều khi anh em mua về rồi mà cái ống này nhiều khi địa phương mình không có bán, cái anh em hơi cực á. Số series của máy này là 813736, chỉ tay khóa dầu cốc đề chà bá luôn. Cốc đề này bình thường Phụng khoái thử dữ lắm nè, nhưng mà bữa nay có nên Phụng làm nhất, trưa nay quỷ dài Nhi nó mới vô anh em ơi, chứ bình thường Phụng gặp máy nào có cốc đề là nó câu à, ngầu vậy đó, làm như là nó khoái vậy đó. Tình trạng máy thì bánh chớn em nhìn nó hơi xét xét nè anh em, phía sau này em nhìn, em quay anh em nhìn dễ nhìn nè, hàng này nó giống như là em nghĩ là ta để nó lâu quá rồi nó bị xét, nói chung là nó xấu giống hệt em đi. Số xi của máy này là phía sau này, anh em có mua máy này thì anh em chụp màn hình mình em đi. Rồi anh nhờ em test hàng cho bà con cô bác mình luôn Phụng ơi, cũng tối rồi. Phụng nó giả bộ lúc nào nó cũng mặc đồ rách rưới luôn, nhìn nó xong thấy ghét quá trời luôn em ơi. Hơi kêu đang gió nè. Hôm qua nay là tụi em tính nói Phụng thay rồi, nhưng mà bữa nay đi có nên Phụng làm. Rồi đêm khách có khách lại mua tại chỗ á, hơi kêu đang gió nè. Nở 80, nó trong là 80 ly. Cái này anh em nào hoặc là bà con cô bác nào mình có vấn đề gì sức khỏe ha, hoặc là mình đặt những cái góc cạnh nào mà cái không gian cái quay máy mình không có, anh em mua này là rất ok. Anh em nào có chốt thì em làm cái góc đề lại cho anh em mình ha. Còn làm được. Ui. Rồi em lên ra giùm anh cái bụng. Đây còn rất là yên nha, có điều là đạn gió quá trời kêu. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn ha, em tắt đi
anh em cũng xin báo giá anh em mình luôn. Cái máy này hôm nay em bán cho anh em là 5.4 triệu bao ship, là với tình trạng là em thay đăng gió cho anh em mình luôn ha. Còn nếu anh em nào mua về tự thay kiểu đăng này nè, mua về tự thay thì em tính anh em 5.3 triệu bao ship anh em. Anh em nào làm được máy này hú em nha. Cái này để rửa một cái em ơi, để máy này nó đẹp mà mình làm để thử mới cái bình dầu. Cái này là có mấy nở hôm qua nè, em mới về mà nó bị lủng bình dầu. Máy này rất là đẹp luôn. Mà bữa nay hồi sáng giờ xịt nước cái đây dăng lấy cực kỳ đã luôn. Máy này cực kỳ đá luôn anh em. Cái này bị có hàng cái thùng dầu hơi tiếp một cái. Bộ máy không có chỗ gì mà chơi NS50. Vừa lấy cái liên nguyên lại chưa. Cái này em bán cho anh em là 5.4 triệu bao ship anh em. 5.4 triệu bao ship. Máy này cực kỳ đá luôn NS50. Bộ trắng tươi. Bộ trắng tươi luôn. Hôm qua nó rất là đẹp. Hồi sáng giờ rửa nó. Rửa nó bị văng luôn. Bị văng hết. Rồi mình qua đây mình xả con này luôn cũng ơi. Tiếp tục em lên tiếp cho anh em mình một con NS40. Anh em xả hàng cho anh em mình luôn ha. NS40. Cái này là 3 dây nước. Máy này quá trời đẹp anh em ơi. Máy này rất là đẹp luôn chứ không phải. Đẹp bình thường. Này anh em mua về bơm nước là 3 cháy bù chét luôn. Rất là ngon, rất là đẹp. Giá lúc trước là 3.5 triệu nè. Cái này em nhìn không thấy số. Rồi nhờ em test hàng cho bà con mình coi luôn nha Phụng ơi. Để con chiều rồi. Tối luôn rồi, chiều gì nữa. Cái này anh em nào bữa nay làm được em thích anh em 3.3 triệu anh em. 3.3 triệu bao ship. Em trả hàng cho anh em mình luôn. Bị mấy 2 ngày nữa về nhóc lũ cũ rồi cho mình. Rất là mới luôn, rất là đẹp ở trong mình. Cái dung nền nó đi, bản của nó là gì đó. 3.3 triệu bao ship. Để gom đi thì rộng luôn. Giá bán bình thường là 3.5 triệu thôi nha. Rồi em đắt đi luôn. Tới con super whip này nè. Cái con này nãy em nghe. Không đắt luôn hả? Không, em đắt luôn hả? Cái con này nãy em nghe ông Phụng nó quay mà em nghe em ghiền luôn á. Nó gậy nó quá trời ngon. Nãy em nghe test hàng, cái này nó còn chụp heo đầy đủ nha anh em. Dân ma tết 70, cái này là rất nhiều anh em chuộng ở dòng này. Là lý do nó không bự không nhỏ. Anh sọt không có trúng chứ mà anh cứ sọt hoài á. Ban ngày nó ngại em ơi, chứ ban đêm anh sọt một phát một là dính liền luôn á. Mày gán sọt đi. Gán chọc nó đi, chọc đi cầm dậy cho nhiều vô chút xíu. Phụng tối ngày vụ em gì không á. Cái mỏ em thì mày nói bậy. Mà cứ chọc em bị cầm gậy hoài luôn. Đúng vậy đó. Ví dụ đâu. Phải cái ốp mặt nạ đây vậy mà cứ xèo sọc sọc sọc. Tiền ơi. Hai anh em con bắt quay rồi. Hai anh em con đưa vô cái khung chỗ cũ đó, đó được rồi đó. Mấy xăng á. Nhờ anh em xúm thiên tiếp giùm bác ơi. Cái máy này em nói anh em là hoàn toàn không đụng chạm gì luôn á. Mà chỉ có khi mà vận chuyển về nè. Nó đập vô sắt nó mốp nè. Sao đây góp ý với anh tài xế xe này, anh chạy xe anh chạy nhanh quá. Số siêu gì của máy này là 23518. Cái nắp lắp đẹp vậy nè anh em ơi. Ốc bô nữa nè, anh em nhìn ốc bô anh em thấy đã chưa. Cho em nhìn thấy em khoái rồi đó. Chỉ có tiếp con này. Ủa dần áo. Ủa dần áo. Cùng dầu thì màu còn tươi. Con quay gọn chuyển vô đó đi con. Còn vừa ba cái máy nãy đang ngồi góc quay gửi cho người ta nghe con ơi. Bắt đầu luôn rồi. Chạy này nghe xuống người ta chưa. Anh nhóng lên cho nó ra điều điện chứ cũng muốn hết dầu đó mà chạy đắp khối đó. Em mở cái thùng dầu đây
tiếc lắm mà những máy chạy ra khói không biết rồi. Cái máy này để ngày mai em quay lại cho anh em mình nha. Nó quay tình trạng mình hết dầu gì nha. Tiếng máy chạy nó kỳ lắm. Bỏ anh em này qua bên đi. Anh em nào cần cái clip test riêng về cái máy này thì em sẽ quay riêng cho anh em mình nha. Em lên tiếp cho anh em cái con này ở Tết 70 nè. Nhưng mà cái máy này nữa thì em nhìn nước sơn nó còn khá đẹp anh em ơi. Nhưng mà nó tiếc con cái em mới phát hiện nó là nó mẻ hết chân nền. Nhưng mà này anh em khoan lỗ xích vô đây vẫn được ok bình thường ha. Hoặc là anh em bà con cô bác nào bắt ba chân thì em bán rẻ lại cho anh em mình. Này ở Tết 70 nguyên bản luôn, có cái lọc dầu ở trong thì em không nhớ là chuyển hay là anh em nào thay, mà chỉ có thay cái này nè. Còn này em làm bể nè, cái này là do em làm bể nè mới thay. Em nghiêng qua nghiêng lại cái làm cái dịu. Còn máy thì để em coi số CV số mấy ha. Số CV của máy này là 34972, anh em nhìn nắp phải lắp nè, ba ốc bô cũng vậy nè, rất là đẹp luôn. Cái lốc anh em ơi, nhìn nó rất là tươi luôn, rất đẹp. Nhờ em test hàng cho bà con mình coi luôn thôi Phụng. Còn cái máy kia bảo đảm anh em chạy rất là ngon ha, hụt dầu chạy nó vậy cho cái máy nó rất là ngon. Ôi, nó dậy như cua ta vậy. Thì em test lại nhẹ cái nó cho bà con mình coi cái. Em test này em về được đó Phụng mình. Rồi ok em, cái này là vì lý do nó mẻ một chân, mẻ một chân cái này em bán rẻ cho anh em mình luôn ha. Cái này em bán anh em là 4.3 bao ship anh em, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới máy. Nhưng mà anh em khoan lỗ bắt đây vẫn được bình thường, hoặc là anh em bắt ba chân luôn, không cần chân thứ tư nữa luôn, hoặc là để miếng lông đền bắt vô. Cái nước thì em bao, còn máy thì nó ghim toàn tập ha. Những bộ phận em thay là bữa đó là một cái nắp của boe em ngã nó làm bị bể, với cái này cái lọc dầu thay nè. Anh em nào có chốt máy này thì alo giùm em nha. Cho đèn anh em nhìn nè, máy chạy cực kỳ đã. Em quên còn cái con Noda con thừa đó anh em ơi, con Sato. Bởi em tưởng nó là dòng Kubota, nhưng mà có anh em bình luận em hỏi kỹ rồi nó là dòng của Mitsu. Cho em nhận khuyết điểm nha. Nói chung là em cũng còn non nớt về bên máy này lắm anh em ơi. Anh em nào biết là chỉ thêm giùm em nha. Cái này cái Sato gió rồi của dòng Mitsu, anh em anh có bình luận cho em vậy đó. Cái máy này là thừa làm xong, anh em nhìn cái tuổi đời nó lớn mà cái lốc nó đẹp rồi nè. 08154 chín nút luôn, 06154. Mấy cái ống nó dày vậy nè anh em ơi, cái này biết chừng nào hư nó luôn á, không biết chừng nào mà hư nổi luôn. Rồi nhờ em test hàng cái máy này giùm anh ơi. Cái này em cũng không biết là Sato mấy luôn mà nó bự lắm anh em ơi. Này rất bự hơn ở Tết chứ. Cỡ khoảng 80 vậy. Cái này là chạy gió. Này em không biết là mã lực mấy ha. Anh em nào biết thì 8.0. Rồi hàng chi. Đây nó bự chà bá. 8.0 anh em ơi. Đúng rồi, 8 ngựa. Dòng tua 2002. Trời ơi, bò mạnh dữ hả?
chạy như cua ta không ơi, mấy này sao mấy này phát hiện chạy dữ như tịch dữ vậy. Chúng má còn gốc dầu. Đúng rồi, chúng má gốc dầu. Con xịt dầu này bác đi đây, mấy này nè. Rồi có mấy này anh em nào làm được em bán anh em là 5 triệu bao ship nha anh em. Còn anh em nào mua tại chỗ thì tính anh em là 4,5 triệu. Sato 8HP 8 ngựa của mình. Em cũng không biết là cái bê tông bao nhiêu ly. Anh em mà con cô bác nào mà có sử dụng qua rồi ha, có tình sửa thì biết bê tông bao nhiêu ly là mời chỉ giùm em nha. Rồi em về đi Phục, về cho tao mang gì đi. Đồ nó rất là dày dặn anh em. Đồ nó rất là dày. Cái này mặt da này dường như là gan qua sắt đi. Cái này chắc chắn là nó không có bị hay dày lắm gì. Ống này thì rồi em vừa có thay ống dầu. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em. Anh em nào làm được cái máy nào ủng hộ được giúp em thì alo giùm em nha. Máy này chạy tiếng chắc quá anh em ơi. Chào tạm biệt anh em. Em rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như là đóng góp ý kiến của bà con cô bác mình nha. Để tụi em ngày càng hoàn thiện hơn. Để anh em không nhắc cái nói tào lao hoài thời gian nó cấm cùng với kênh của em luôn. Chào anh em.